Còn về Phương Mỹ Chi thì chú muốn nhận xét với con đúng một câu thôi. Và cái câu này thì cho MC cho tôi mượn cái micro của anh đấy. Để làm gì ạ? Đây cho tôi mượn. Sao bí ẩn thế? Vâng. Đi chậm quá anh. Rồi, em mời anh. Vâng, vì cái mic này nó không được tốt lắm. Vâng. Chú có một câu như này, chú chỉ muốn nói với con, Mỹ Chi ạ. Mỹ Chi ơi, lần trước con không chọn chú và cô Hương Giang, con lại buồn lắm. Và hôm nay lại một lần nữa con đã làm cho chú sao động cả tâm hồn. Quá tuyệt vời. Em đâu có biết anh hát được cái lương anh nào. Trời ơi, Hồ Hoài Anh ơi, tại sao anh đã lớn rồi mà nghe trẻ con hát lại tâm hồn sao động. Hôm nay của mày đặt mặc áo bông cho người ta tưởng xì tin xì tuấn, vậy mà làm cho mọi người tưởng anh, nhưng thực sự anh đi đã quá già. Cắt mic rồi. Hết được nói luôn rồi phải không? Đó. Đó. Mới hát con câu có fan hâm mộ liền. Một tràng pháo tay cho huấn luyện viên Hồi Anh luôn quý vị.